Hi, welcome back to my channel. Starts here go. But get out there with the speech. Phần 1 tựa này thì đó là công an sẽ bắt ông ta. Còn phần 2 tựa này đó là các bạn sẽ phải giải thoát khỏi ông ta ở trong trụ sở cảnh sát. Ok. Trước mắt thì mình sẽ phải lấy một món đồ. Thank you.
around here. I got you. I think I heard a noise around here. Don't make a noise, or my father will show up. Here. Come see me at the front door of the farm. I want one! Oh, tasty apples! I want one! I want one! Drink it all.
Yes. Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Thank you.
này cho anh Tài đã sống với Tài nhé. Oh!
Vista. Where am I? I can't believe he found me.